Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Cơ sở đồ gỗ Phạm Kính thì chuyên sản xuất các tác phẩm lục bình chúc phúc tượng gỗ con giống với đa dạng kích thước và mẫu mã. Và ngày hôm nay là ngày 29 tháng 10 thì em gái lên sóng giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình hai tác phẩm di lặc được chế tác trên hai chất liệu gỗ khác nhau, đó là gỗ chắc đỏ đen và gỗ lu hương ạ. Và nếu anh chị em nhà mình quan tâm một trong hai tác phẩm này thì các bác nhà mình hãy cùng theo dõi hết video để có thể là thưởng lãm chi tiết từng tác phẩm nhé. Thì tác phẩm đầu tiên mà em gái muốn giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình đây, đó là một tác phẩm di lặc tam phúc ạ, được làm trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Và như anh chị em nhà mình đã biết thì với cái dòng gỗ chắc là một trong những cái dòng gỗ thuộc nhóm 1A mà được rất là nhiều anh chị em nhà mình ưa chuộng từ trước đến nay các anh em mình nhá. Và với cái giá trị của dòng gỗ này thì nó khá là cao, nên là những anh chị em nhà mình dành chơi hoặc là muốn sưu tầm những cái tác phẩm gỗ quý thì các anh mình đừng bỏ lỡ qua sản phẩm này. Và với cái tác phẩm này của em thì có chiều cao là 77, ngang là 32 và chiều sâu của sản phẩm là 22. Và tác phẩm này thì được những người nghệ nhân tại làng nghề bên em chế tác. Các bác nhà mình hãy cùng nhìn diện mặt của ngài đây ạ, với một cái led rất là hoan hỉ các bác nhà mình nhá, từ cái khóe miệng đây ạ cũng được thợ đục rất là trau chuốt và kỹ càng, và đây ạ trên ánh mắt này thì nhìn rất là tươi các bác nhà mình nhá. Và với cái tác phẩm này, một ngài di nặc đang cầm một cái lá sen che đầu, và xung quanh của ngài thì không thể thiếu đó là những cô bé cậu bé rất là tinh nghịch các bác nhà mình nhá. Và với cái tác phẩm này thì là hàng liền khối đến 98% ạ. Và sản phẩm này thì em gái đang giao lưu với tất cả quý anh chị em mình giá là 33.800.000, đã bao gồm cả phí vận chuyển. Và anh chị em nhà mình hữu duyên thì hãy nhớ chọn cho em mã số 1 nhé. Và tiếp theo thì sang tác phẩm mã số 2, đó là một tác phẩm di lặc chúc phúc được làm trên chất liệu gỗ lu hương ạ. Và với cái tác phẩm này thì cao là 83, ngang là 42 và chiều sâu của sản phẩm là 29 ạ. Và tác phẩm này thì cũng là một cái sản phẩm mà được thợ đục liền khối các bác nhà mình nhé. Các anh chị em thì mình hãy cùng ngắm nhìn diện mặt của ngài di lặc đẹp cũng rất là hoan hỉ, và hai tay ngài thì đang chắc vào nhau. Và đặc biệt là cái tác phẩm này thì bên em đục theo cái dáng thế các bác nhá mình nhá, từ những cái tà áo này là để nguyên những cái phần vỏ gỗ hay là những cái phần lu đây ạ, thì để nhìn cái tác phẩm nó được độc đáo hơn. Và bác nào nhà mình thích những cái mẫu di lặc dáng thế thì các anh chị em thì mình cũng có thể lựa chọn cho em ạ. Và các anh chị em thì mình chắc hẳn là khi mà chơi những tác phẩm tượng gỗ thì các bác nhà mình cũng có thể là hiểu một chút về ý nghĩa của tác phẩm di lặc đúng không ạ. Và khi chơi những cái sản phẩm di lặc này trong không gian nhà mình thì có ý nghĩa đó là mang lại tài lộc và may mắn, mang lại hạnh phúc cho gia chủ mình. Và với cái tác phẩm di lặc có lu hương này thì em gái đang giao lưu với tất cả quý anh chị em mình giá là 22 triệu đồng, cũng đã bao gồm cả phí vận chuyển nhá, nên là các chị em mình hãy cân đối ạ. Và ngày hôm nay đây thì em gái đã giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình hai tác phẩm di lặc được chế tác trên hai chất liệu gỗ khác nhau, đó là gỗ chắc và gỗ lu hương. Và nếu anh chị em nhà mình quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 086678990, thì em gái sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em mình có thể được tham khảo rõ nét hơn nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em mình trong những video tiếp theo ạ.